Rồi, chào các bạn đến với kênh Anh Hợi Gia Trai nha các bạn. Hôm nay thì hàng mình mới về một ít đồ nha các bạn. Thì mà về được mấy món đồ mới nha các bạn. Thì mình chia sẻ đặng mình bán chia sẻ bán cho anh em nha. Thì anh em gần xa có mua hàng thì ủng hộ mình ha. Thì bên đây mình nhập những món đồ mà mới lạ về để mình bán cho anh em cho nó đầy đủ nha anh em. Thì bên đây cũng có vít lùng đơn nè anh em. Vít lùng đơn này nó hơi mắc nha anh em. Vít tốt nha. Đó. Thì vít này á, thì mình bán là 50.000 một cây nha anh em. 50.000 một cây nha. Theo gì mình tính bán 55.000 nhưng mà mình bán 50.000 cây đó. Là vít này nó kéo ra dài nha anh em nè. Kéo ra dài nha. Anh em muốn để tới đâu là anh em dẫn tới đó, nó gồm có một đầu vít và một cây vít ha. Đây. Hai đầu vít dẹp nha, vít lùng hai đầu ha. Là cái loại này thép tốt nha anh em. Thép tốt và một đầu đó, ví dụ như anh em muốn để tới đâu thì anh em dẫn tới đó, để cục thì anh em dẫn cục ha, để dài thì anh em kéo dài ra. Nói chung ra mình quay phim có một tay một anh em, để mình kéo ra cho anh em xem. Một cây như vậy là giá 50.000 anh em. Ví dụ như anh em để tới đây ha, đó thì nó phập ra thì gì là cứ nhắc luôn nè, anh em dẫn thoải mái. Vít lùng này anh em tiện dụng để xe, theo xe xài là hai đầu để dặn đồ là hết sảy luôn, vít tốt nha anh em, vít xịn nha. Một cây như vậy là 50k, anh em mua thì anh em phải chịu tiền phí ship ha. Thì hôm nay mình về nhiều lỗi vít lắm anh em. Thì bên đây thì kéo kéo tốt nha anh em. Kéo loại này thì kéo tuốt dây điện. Nó cũng đồng thời như kéo vàng của mình. Thì bên đây kéo vàng mình còn một ít nha anh em. Đâu rồi? Kéo vàng mình còn một ít nha. Thì nói chung ra cùng giá nghe, đồng giá nghe anh em. Nó y gan với nhau luôn. Mẫu kéo tốt không nghe anh em. Đó, kéo tuốt dây điện đồng giá 90.000 hết trơn nghe anh em. Mình nhập về mình cố gắng mình kiếm hàng mình nhập về mình bán cho anh em á, là để cho anh em có anh em xài. Kéo tuốt dây điện đa năng nghe anh em. Đó. Nó có ký hiệu số trơn nè. Thì trên đây là cái lưỡi cắt nha. Trên đây là cái lưỡi gọt. Còn anh em để gì anh em gọt, còn đây là cái lưỡi kéo cắt, còn đây là cắt sắt, cắt dây chì đồ. Cắt con đồ thoải mái ha. Còn dưới đây tuốt dây điện. Một cây như vậy là kéo cắt đa năng là 90.000. Kéo cắt tuốt dây điện, kéo tuốt dây điện nha. Còn kìm tuốt dây điện bên đây mình còn mới nha, cũng 90.000 anh em. Đó, kìm tốt nha. Kìm tốt giá 90, kéo 90 nha anh em. Anh em muốn lấy kéo xanh, kéo vàng lấy nha, kéo vàng còn mấy cây nha anh em. Kéo vàng mình còn được mấy cây à, hết này là đứt hàng rồi. Bây giờ mình về nhập về cái loại kéo xanh nha anh em, đồng giá luôn. Đây thì mình tuốt ra mình đây nè. Hàng nó có tem có mẫu đồ đàng hoàng nha. Để mình lấy ra cây cho anh em xem. Nó dán hết trơn nè. Mới về. Hàng mới về anh em ơi. Thì nói chung ra là kéo tốt nha anh em. Một cây đồng giá 90.000. Để mình lấy cây cho anh em xem. Đây. Kéo rất là đẹp nha anh em. Hàng của mình rất là đẹp nha. Chắc là bén anh em ơi, cái lưỡi nó bén dữ lắm anh em, cứ cài á. Anh em gọt cây là hết sảy nha. Thì anh em cũng bật ra bình thường ha. Anh em bóp vô, bật ra buông ra nó có cái lò xo nè, thấy không? Đó, nó có lò xo bên đây. Thì anh em tuốt dây từ dây nhỏ nè, thấy không? Dây nhỏ tới lớn ha, còn ở đầu này anh em cắt on, cắt đầu thoải mái ha. Kéo này anh em cắt thoải mái luôn. Cắt gọt cây kiển đồ là được luôn nha anh em. Cắt kiển, gọt kiển đồ được luôn. Tỉa tiễn được luôn, rồi trong lợi dụng điện được luôn nha, làm điện được luôn. Một cây 90k đồng giá kéo tuốt tuốt dây nha. Kéo tuốt dây điện vàng và kèm tuốt dây điện. Kèm tuốt dây điện này là cũng 90.000 nha anh em. Đó, 90.000 nó cũng có lưỡi gọt luôn nha anh em. Có lưỡi gọt luôn nha. Đó, ở qua đầu thì nó có cái lưỡi găng để anh em bấm, anh em dặn ốc ha. Cái mỗi cái nó có cái hay riêng của nó nha. Đồng giá 90.000 nha, xanh vàng gì 90.000 nha. Xanh thì là kéo nha, không có kèm nha. Còn bên đây hôm nay mình về vít bộ anh em. Vít bộ của Cabuxi nha. Đó. Vít bộ của Cabuxi. Đây. Hàng của Cabuxi nha, mình bán hàng của Cabuxi là nhiều nha. Cabuxi ra băng nha anh em. Vít này vít tốt nha. Nói chung ra là vít bộ này nó là loại nhỏ, gọn, anh em xài được, nằm trong hộp luôn nha anh em, hộp mũ luôn. Đây, một bộ vít nó gồm nó gồm có là 6 cây. 2 4 6 cây thì nó có đủ đầu nha anh em.
đây đầu lục giác nha anh em, anh em xem cho biết đủ thứ đầu hả anh em. Lục giác lớn nhỏ nha, thì cây vít dòm có là nó cũng có vô, để vô đây anh em dặn nó hai đầu đều ha. Ở bên đây là vít ba ke nhỏ và vít dẹp, một đầu ba ke, hai đầu ba ke anh em, đầu ba ke lớn chút nè đó, đầu ba ke vít dẹp lớn chút ha. Cái này là anh em dặn vô mấy cái lỗ nhỏ nhỏ là những cái máy sinh tố hoặc là những cái hộp điện đồ là anh em xài được hết luôn nha. Vít này đúng nó đa năng luôn anh em, cũng vít dẹp nhỏ nè, thấy không? Bông mai nè đó, bông mai nè, hai ke nè, thấy không đó, có hai ke đó nè, thấy không? Nói chung ra vít này là đa năng nha, vít này là cũng đa năng nghe, vít hợp nha anh em. Anh em mua thì anh em nói vít hợp, nói chung ra là nhiều đầu bông mai và lục giác đó, 6 ra 12 đầu nha. Cái chất liệu này là chất liệu thép tốt nha anh em, thép tốt nha, hàng có mẫu mã đàng hoàng, nó có ký hiệu đàng hoàng này, thấy không đó. Cái vít tương đối dài, anh em xài là thoải mái. Cái này là vừa anh em xài luôn nè, một bộ như vậy là giá 80.000 anh em, một bộ giá 80.000. anh em mua thì anh em phải chịu tiền phí ship ha. Vít hộp nha anh em, nói vít hộp đỏ nha, vít hộp màu cam, vít hộp mũ. Anh em nói vít hộp đây là biết rồi, vít hộp Kabushi, vít hộp Kabushi nha, vít hộp loại 80.000, 80.000 một bộ nha anh em, 80.000 bộ, gồm có 12 đầu 6 cây, mình có để giá 80.000 nè, vít hộp 80.000. Ha, còn vít đầu này là vít lùng nha anh em, vít lùng một đầu thì giá 50.000. Vít lùng một đầu giá 50.000, còn vít lùng kia mình còn được ít ra anh em. Đó. Thì hết bữa nữa mình về một mớ vít nữa nha anh em. Thì bên đây hôm nay là bo điều khiển từ xa tiếng Việt nó về, thì mình bán bên đây là bo tiếng Việt chạy nhất, anh em xài là rất là ok. Với lại thay hoặc là chế cho các loại quạt treo, quạt đứng, quạt bàn đó, thoải mái nha anh em. Một bộ bo gồm có một cái đầu mót và một cái bo, đầu mót tiếng Việt nha anh em. Thì bo này thợ người ta làm cho khách đó. Ở đây mình bán cho thợ không nghe, 65.000 bộ nha. Anh em mua thì anh em phải chịu tiền phí ship nha đó. Thì ở đây là cái bo này là chế quạt là xài nó phê lắm anh em, tại vì nó có cái chỉ gió này nè, bên cái chỉ gió này là nó chạy nó có cái chế độ yếu và mạnh đó, người ta phái anh em xài, người ta phái xài bằng đêm á, nó có chạy chế độ gió tốc độ rồi im lắm đó. Một bộ như vậy là gồm có đầu mót và bo rồi 65.000 nha. Anh em mua về tay ngang mua về vẫn gắn được nha. Nó có cái sơ ma đồ nằm đây, đây nó có sơ ma đồ đây, số 1, số 2, số 3 rồi dây motor đảo rồi ha, dây điện vô rồi có đầy đủ ha, nó hướng dẫn mình là có sơ ma lắp ráp hết trơn. Còn ví dụ như anh em nào mà mua về anh em không biết đường gáp thì anh em hỏi mình ha, anh em điện trực tiếp qua Zalo hỏi mình thì mình sẽ hướng dẫn anh em gáp, hoặc là anh em vô cái video déo của mình mà gáp con điện đó thì anh em xem đó mà gáp đó, chứ nào không biết phải hỏi anh em, chứ đừng gáp bậy nổ à. 65.000 bộ. Thì bên đây hôm nay máy sạc bình mình nó cũng về nữa nghe anh em, thì máy sạc bình mình rất là nhiều, thì gồm sạc bình 12V và 4A và đã tới 100A nghe anh em. Thì anh em xài sạc cho bình xe Honda bình cho tới bình xe tải luôn, từ 12V 4A cho tới 100A luôn đó. Một cái như vậy là 250.000 nghe anh em, sạc tự động ngắt nghe anh em đó, hàng mới nha anh em đó, hàng mới sạc tốt nha anh em. Khi anh em về anh em mua về anh em ghi kẹp vô á là đúng cộng trừ ha, thì anh em ghim điện vô thì nó sạc á thì cái quạt này nó chạy nha. Thì khi nó sạc á thì nó có cái cục pin ở đây nó sẽ chạy lên đây, để mình ghim thử cho anh em xem ha. Đây thì khi sạc cái cục pin này nó sẽ chạy lên ha, đó khi sạc cục pin nó sẽ chạy lên nha anh em đó. Nó sạc ra, chế độ sạc ra là 13V8 nha anh em đó, khi sạc đầy nó tự động nó ngắt nha anh em. Khi anh em cắm vô sạc mà nếu mà nó sạc đó là cái này là cái quạt này nó sẽ chạy nè đó, sạc đầy nó sẽ tự báo ngắt ha, khi sạc cục pin này nó sẽ chạy lên. Mà chế độ sạc vô là 13V8 nha, đến 14V đó, sạc ổn định nha anh em.
anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình ha. 250.000 một cái cục sạc như vậy, anh em mua phải anh em phải chịu tiền phí ship nha anh em. Đó, anh em mua anh em phải chịu tiền phí ship nha. Mình gửi hàng các tỉnh nha. Thì bên đây mình có đầy đủ nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Thì bên đây mình có bán mỏ hàng đồ các loại, ngay cả bộ ốp bạc đạn và bi. Bi 608 nha, bi 608, bi KIK ra bằng nha anh em. Đó, một cây như vậy là giá là 120.000. Đó. Bi đỏ như vậy. Bi nữa là ra bi đỏ gì nè nha anh em. Đó. Bạc đạn đỏ nha. Đó. Ra băng nha, đó. Chỉ ra băng đàng hoàng nha anh em. Đó, bạc đạn tốt nha. Thì nói chung ra là nó rất là bót vô cái cốt quạt. Thì anh em chế vô mình đã lắp quạt cho lắp cuộn điện cho khách đó, là lắp ốp bạc đạn cho khách đó là rất là ok nha anh em. Anh em mua về anh em chế quạt nha. Một cây 120.000. Còn bên đây mình bán sơ mi. Chặt bình này để bên đi, mình giới thiệu rồi để bên đi. Còn bên đây là sơ mi nha anh em. Sơ mi để chế bạc đạn này, chế quạt đó anh em. Sơ mi nhôm này thì một chục giá 100.000 ha. Một chục giá 100.000. Còn sơ mi cao su này chục giá 80 nha anh em. Chặt quá chặt anh em ơi. Nè sơ mi chục giá 80 nha. Còn bên đây á, bên đây là quạt chế quạt bình nha anh em. Này là quạt bình nha anh em. Quạt bình anh em mà cháy hư gì anh em mua thái này nè, nó có sẵn nè. Motor hoặc bình 12V, một cái motor gì là 55.000 nha anh em. Mua bao nhiêu cũng có nha. Đó, bên đây mình giới thiệu mua bao nhiêu cũng có nha. Còn bên đây K3 mình, K3 2.5mm là 80.000 một chục. Còn K3 2mm nó nằm bên kia rồi, mình không lấy ra. K3 2mm này là 70.000 một chục. Còn K3 3mm thì giá 100.000 chục nha. K3 4mm là 120.000 chục. K3 1.5mm thì là giá 90.000 một chục ha. Cuồng điện B446 này 85.000 một cuồng nha anh em. Chung ra là đồ mình ở đây là mình chuyên về đồ điện nha anh em. Còn điếu hồng ngoại đen tai thỏ, mua một điếu tặng cái bát đó là giá 45.000. Còn điếu đồng thao, một điếu thì giá 50.000. Một cái ổ đơn thì ổ đơn xài cho điếu bếp lớn đó anh em, bật cái xe bật lửa đó, một ổ đơn thì giá, ổ đơn thì giá 50.000 luôn nha anh em. Còn bên đây là vít này nè anh em. Nói chung ra bên đây là vít vàng nha anh em. Vít vàng nha, cũng là 6 đầu 12 đầu. Vít này nói chung ra mình lỡ mình kêu giá 50 thì mình bán giá 50 luôn nha anh em. Chứ theo vị vít này mình bán tới 55 lần nha anh em. Đó. Vít này mình lỡ kêu 50 rồi mình bán giá 50 luôn nha anh em. Đó, anh em nhanh tay nha, không có nhiều bộ đâu nha. Vít tốt nha anh em. Ở đây mình bán đồ cứng đồ tốt không nha, chứ phải đồ dặn mềm mèo nha. Đó. 50.000 bộ. Còn vít Kabushi này 80. Nha. Rồi anh em nhanh tay thì đặt hàng ha. Bên đây cái gì cũng có nha, motor đảo, bách sắt, đồ gù đảo, đồ có đầy đủ nha anh em. Công tắc nồi cơm, rúng nồi cơm, điện đồ có, nấm nắp nồi cơm có hết nha anh em. Dây điện đồ các cái đồ có trên gù đảo, motor đồ các cái nha anh em. Đó, dây 5 màu này thì 20.000 mét nha anh em. Còn dây điện 3 mét quạt này thì giá 9.000 một chục nha, 9.000 một cộng nha. Đó. Nói chung là có đầy đủ trơn, mình kêu sơ sơ anh em ơi. Ti này là 6.000 cái nha anh em, chục cái 60.000. Đó. Chung ra đồ đầy đủ. Còn đế gác mỏ hàng nữ hoàng này thì là giá 45.000 cái nha anh em. Đế xịn nha, anh em mua cái là anh em làm của luôn nha anh em. 350g. Gần nửa kg cái đế này nè anh em, rất là dày luôn anh em. Đó, rất là dày luôn nha. Gan sắt nặng luôn. Về anh em lấy cái này nè, anh em dẫn con ốc này nè, dẫn vô đây nè anh em. Dẫn vô đây cái bắt đầu mình lắc kê con ốc này xuống, dẫn ốc lên sâu lên lắc kê ốc xuống. Đó, anh em gác đủ các loại mỏ hàng nha, khỏi sợ ngã đâu nha. Cái này nặng lắm nha, đế nặng 350g anh em. Một đế 45.000 nha, đế tốt nha. Đây anh em xem cái đầu căng mình đây. Nè. Không có láo anh em đâu. Đó, 350g luôn thấy không? Một đế gác mỏ hàng 350g giá 45.000. Ở đây mình luôn luôn mình kiếm những món đồ tốt mình bán cho anh em nha. Đó. Điếu đồng mình kêu hồi nãy nè. Đó. Điếu đồng ở này là một điếu là giá 50.000 nè. Điếu và đồng luôn nha anh em.
điếu và miếng đồng gì là 50.000 nè anh em. Đó. Đồng và điếu luôn 50.000. Tiếp cho lớn nha, đó. Điếu và đồng 50.000 một điếu, đồng. Đồng 43. Đó, miếng đồng gần 100g luôn thấy không? Điếu hồng ngoại bên đây lúc nào cũng có cho nha. Đây nè, mình không có lấy ra. Rồi. Thì mình đồ về mình chỉ kêu sơ sơ vài món đồ mới này mình bán cho anh em ha. Với mấy kiềm thuốc dây đồ nè, với mấy kéo thuốc dây đồ nè. Thì đồng giá 90.000 hết trơn nha anh em. Vàng kiềm thuốc dây và kéo thuốc dây. Thì anh em muốn lấy loại nào đó, lấy một loại xanh thì lấy loại xanh cho ha. Đó. Thì anh em muốn lấy vít hộp nhựa. Đây hộp nhựa nha anh em, vít hộp nha, vít hộp 80.000, 80k là nói là mình biết rồi. Vít hộp 80k. Còn vít vàng là mình nói là đặc biệt là vít vàng là 50k ha. Còn vít lùng một đầu. Vít lùng một đầu này là cũng 50k nha anh em. Đó. Dài nha anh em. Tại vì mình nó đút vô sát với trong thôi chứ không có kéo ra nha. À. Đó. Con tài một. Đó. Anh em kéo ra tới đâu để tới đó, phục tới đó thì anh em đẩy vô không được nha. Đó. Anh em dặn thoải mái nha, hai đầu, anh em muốn xài đầu nào đó xài. Đầu vít. Đó. Anh em thấy không? Nè, bên đầu vít dẹp và bên đầu vít ba ke. Cái này mua để theo xe, để theo trong vỏ rồi xài thoải mái nha, 50.000 một đầu, một cây vít lùng rồi nha. Cây vít lùng hai đầu. Vít lùng hai đầu giá 50. Anh em chỉ cần đè vô vậy nè, đè này vô đó, gập xuống ha. Kéo ra không được, kéo ra tới đâu nằm tới đó. Rồi. Chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn tiếp sau nha. Thì bên đây mình bán đồ điện gia dụng, thì anh em muốn mua cái món gì cũng có cho anh em. Đó, công tắc ấm siêu tốc, bộ đế ấm siêu tốc đồ có hết nha. Bộ đế ấm siêu tốc 15.000 bộ, còn công tắc ấm siêu tốc thì đa năng để thay cho các loại ấm nha. Thì một chục cái thì giá 70 nha. Còn bên đây là khóa lồng nhôm. Khóa lồng nhôm cũng chục giá 70 nha anh em. Đó, đầy đủ hết trơn. Mình nói chung ra đồ quá trời, mình không có bươn ra để mình bán nói giá cho anh em biết kêu ha. Thì chung ra khi nào rộng rộng mình mới quay ra nhiều, còn cái nào mà hàng mình đã quay nhiều lần rồi thì những cái món nào mới mẻ mình quay thôi. Cũng như là kìm kéo cộng lực này nè, kéo cộng lực, kìm cộng lực này nè ha, mình cũng bán lay gai nhưng mình không có nhập về nữa. Đó, kéo cabuxi nha anh em, kéo carton cabuxi nha, 150 nhãn cây nha. Còn kìm carton, kìm cộng lực này thì là kìm các cộng lực này thì giá 120 đó. Anh em muốn mua loại nào cũng có nha anh em. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Muốn mua cái gì thì liên hệ với mình. Rồi chào tạm biệt các bạn.